lời cuối cùng của con gái. Cơn bão Yagi, cơn bão số 3, là cơn bão mạnh nhất trong vòng 30 năm qua trên khu vực Biển Đông, Bắc Bộ Việt Nam. Chiều 7 tháng 9, bão số 3 đổ bộ vào với cường độ cấp 12-13, cấp 15. Gió quật ào ạt, mưa trắng đất trời, cây cối đổ nghiêng ngả và gây mất điện ở những khu vực mà bão quét qua. Tại ngôi nhà ở một thị trấn nhỏ, cô giáo Bình và gia đình đã không nghĩ rằng cơn bão này lại có sức tàn phá khủng khiếp đến như vậy. Gia đình cô túng tụng với nhau trong ngôi nhà nhỏ đóng kín cửa và nghĩ rằng nó có thể che chở họ khỏi cơn bão như những lần trước đây. Ngày hôm đó, gió giật liên hồi. Vài tiếng sau, gió giảm bớt cường độ. Nhưng điều không ngờ là sau đó mưa rơi rất mạnh, nước dâng cao với tốc độ đáng ngạc nhiên. Ngôi nhà cô giáo bị ngập sâu trong nước và đổ sập, cuốn đi những người ở trong, gồm chồng cô và cô con gái út. Chỉ có cô Bình và người con gái còn lại là bám trụ được. Nhưng rồi, giữa dòng nước lũ chảy xiết, cô con gái bắt đầu mệt nhoài và kiệt sức. Cô Bình đã cố gắng trườn tới gần chỗ con gái, kéo con lên. Cô đã cố gắng giữ lấy con và luôn miệng nói với con rằng hãy bám chặt vào để mẹ kéo con lên. Thế nhưng dòng nước dữ dội, gió thét gào cùng với những tiếng đổ vỡ xung quanh khiến cho cô bé mất dần sức lực. Cô bé vì không muốn mẹ cứu mình mà phải hy sinh mạng sống, đuối sức, tuyệt vọng, cô đã nói với mẹ mình rằng: mẹ, mẹ hãy buông tay con ra, mẹ hãy tự cứu lấy mình. Rồi cô bé buông tay và bị những thanh gỗ ngổn ngang trong cơn bão đâm vào người. Cô bé bị dòng nước lũ cuốn đi. Sau cơn bão, mặt trời lại tỏa sáng, làm rõ hơn những cảnh khốn khổ vừa giáng xuống. Những mảnh vỡ nổi lệch bệnh, có những người hoặc kiên trì hoặc may mắn mà thoát chết, nhưng một số thì không được như vậy. Đứa con gái bé nhỏ của cô đã mãi mãi ra đi cùng cơn bão ấy. Những người may mắn tìm được nơi an toàn, nhưng con gái của cô Bình bị dòng nước cuốn đi và nhấn chìm trong biển nước mênh mông. Những người ở lại đang phải đối mặt với những thử thách vô cùng khó khăn. Tài sản hoặc chìm sâu đáy nước hoặc hư hỏng, nhà cửa sập tường tốc mái, thiếu thốn nước uống và thực phẩm. Nhưng có lẽ điều khiến họ đau đớn nhất là sự mất đi những người thân thiết và yêu quý của cuộc đời mình.